Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án có tên là Leeds & Jay, ăn chia tổng giải thưởng là 100.000 đô la token MATT đến từ sàn Binance nha các bạn. Thì để đủ điều kiện của tham gia dự án này thì các bạn cần phải có lượng giao dịch Jay tối thiểu là 60 token MATT nha các bạn. Lượng mua và bán đó các bạn. Thì các bạn Jay có hai cặp nha các bạn, cặp USDT và MATT và cặp BNB qua mắt nha bạn. Thì bạn mở địa chỉ sàn Binance cho tất cả bạn ra nè. Mở lên sàn ra nè. Thì các bạn vào một tìm kiếm nè các bạn. Các bạn gọi từ khóa mắt nha bạn. Rồi mình khuyên các bạn là chia sẻ của hai cặp là USDT qua token mắt và BNB qua token mắt nha bạn. Các bạn không có được chơi cái đồng BUSDT qua token mắt nha bạn. Vì trên thông tin sàn Binance nó yêu cầu là chơi của hai cặp, con USDT và con BNB các bạn. Thì các bạn có nạp USDT lên sàn Binance xong thì các bạn nhập vào đây nè các bạn. Sau khi các bạn có USDT xong thì các bạn mua vào token MATT thì các bạn bấm vào một buy nè các bạn. Rồi hiện tại với giá một token MATT là khoảng 11 đô 90, 11 đô gần 12 đô các bạn. Thì các bạn mua bao nhiêu thì bạn mua. Sau khi bạn mua xong thì bạn bấm vào một cái file này nè các bạn. Các bạn mua xong rồi bạn bán ra nha bạn. Gọi các bạn qua một chế history nè. Các bạn cộng tổng số token MATT của tất cả các bạn lại đủ volume là 60 nha tất cả các bạn. Là đủ. Mình chay mình nạp lên 100 đô, mình chay được 8 mấy token nè. Chắc đủ. Mình mua rồi mình bán, mình mua rồi mình bán các bạn. 8.5. Vì mình đủ hôm nay mình cộng rồi các bạn. Rồi mình chạy tới volume mình đâu 80. Rồi sau khi các bạn chơi xong thì các bạn click chiếc phần link mô tả dưới cái video mình, các bạn mở link phong các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ UID trên sàn Binance tất cả các bạn nè. Thì các bạn mở cái sàn Binance tất cả các bạn ra nè. Các bạn mục vào wallet nè. Ô các bạn vào một home chứ. Các bạn nhấp cho anh avatar của mình nè. Các bạn copy cái UID này nè. Rồi các bạn dán vào đây. Đáp án thì mình có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn nè. Các bạn chỉ việc dựa vào mà các bạn trả lời thôi bạn. Câu đáp án 1 là FTM nè. FTM. Câu số 2 Abdabook. Abdabook nè. Câu số 3 nè The Brave Web 2.0 and Web 3.0. Câu A nghe các bạn. Câu số 4 Im token. Rồi tất cả các bạn chọn câu số 4 là AM token nè các bạn. Câu số 5 là QR code transition. QR code for. Rồi các bạn câu số 4 ấy, câu số 5 là QR code for transition các bạn. Rồi các bạn kiểm tra thông tin một lần nữa các bạn. Rồi đúng rồi các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Lead & Jay ăn chia tổng giải thưởng là 100.000 đô token MATT đến đang kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.